Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Hôm nay thì mình sẽ đánh giá một thiết bị khá là thú vị của Asus. Đấy. Và có thể là các bạn sẽ không tìm thấy được con này ở Việt Nam đâu, tại vì không có mấy ai làm cả. Hình như không có ai làm luôn phải. Mình hứng lên thì mình làm thôi. Đây là con Asus ProArt D940MX. Và ProArt nó mới là cái lineup sản phẩm mà mình đặc biệt thích của Asus, tại vì nó thực sự rất là đỉnh cao, có những sản phẩm giá nó vô cùng lắm. Có con này thì mình không rõ giá nó là bao nhiêu cả, nghe đầu vào 6-70 triệu gì đó cơ, tại vì nói cho đúng ra thì thông số của nó cũng kinh khủng lắm. Bởi vì đấy, các bạn nhìn đi, 9900K, 32GB và card đồ họa đó là Nvidia Quadro RTX 4000. Trời ơi, không phải dạng vừa đâu. Con card này thì nó sẽ có 8GB RAM và 32GB. Ở đây thì Asus lại sử dụng cái xung nhịp chỉ là 2666. Mình thấy hơi lạ một tí, nhưng mà thôi kệ, RAM đồng bộ mà, đồ đồng bộ mà, nó chỉ thế thôi. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm để xem nó làm được những cái gì và dùng nó có sướng hay là không nhá. Trước khi bắt đầu vào nội dung của cái video này thì video được tài trợ bởi David.vn. Nếu như các bạn quan tâm về bất cứ những sản phẩm để mà làm đẹp cho smartphone như là miếng dán da full viền, hay là những sản phẩm như là dây da đồng hồ, ví da xịn, thì các bạn có thể tham khảo tại David.vn nhé. Đừng quên nhập mã Tony Phùng để giảm ngay 10%. Ok. Cái điều đầu tiên mà mình khá là thích trên cái con này đó là cái thiết kế nhỏ gọn của nó. Đây, các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có hai mảng, một bên thì là bằng nhựa, một bên thì là bằng kim loại. Và nếu như để ý ở phía bên dưới này, đó, các bạn sẽ có một cái phần giải LED và nó sẽ được nâng lên một khoảng. Nâng lên một khoảng như thế thì đấy chính là cái khu vực để mà cái máy này có thể hút gió, và kể từ đó sẽ tản nhiệt cho con 9900K và con RTX 4000 ở đây. Khu vực này sẽ là khu vực mà gió nóng sẽ được thổi ra, và khi mà các bạn render ấy, các bạn làm gì nặng á, để tay đây nó ấm ấm, buồn cười lắm. Nhưng mà phiên trên này nó rất là thoáng khí, và cái kiểu tản nhiệt như thế này thì mình thấy cái luồng khí nó khá là đối lưu. Nói chung cái thiết kế này thì ok đấy. Và con ProArt này nó có thể khai thác được gần hết sức mạnh của con 9900K đấy các bạn, không phải là dạng vừa đâu. Ví dụ như ở đây nhá, mình cái tác vụ mà mình hay sử dụng thì nó sẽ là edit video. Thì với Quadro RTX 4000, đây là một con card đồ họa mà nó cũng được tương thích khá là tốt với cả bộ công cụ của Adobe. Thì mình sử dụng Premiere ở đây thì edit và làm việc với những cái project mà mình làm hàng ngày thì mượt mà, trơn tru, không có vấn đề gì cả. Mình thì edit file 4K 60fps và dựng ra project đấy là 2K cộng 60fps, nên là các bạn xem thì nó rất là nét. Và đây đấy, rất là ổn luôn, làm mọi thứ không gặp vấn đề gì cả, render của nó cũng khá là nhanh. Nhưng mà để mà nói về cái mà mình khá là bất ngờ trên con 940MX này, các bạn biết là gì không? Nó nhỏ như thế này, nó gọn như thế này thôi, nhưng Asus vẫn cố gắng giữ cho cái mức xung nhịp của con 9900K mức cực kỳ cao. Ví dụ như là khi mình sử dụng bình thường như này, các bạn có thể thấy xung nhịp ở mức tới 4.74GHz, thậm chí là 4.7 mấy luôn, cực kỳ cao. Và mình có check thử bằng cái Hardware Info số 4 đó. Thì mình thực sự bất ngờ, bởi vì nó luôn luôn giữ cho những cái nhân của chúng ta ở mức cực kỳ cao, thậm chí có những thời điểm lên đến 4.8GHz, dã man kinh khủng luôn. Và đây là giữ là toàn nhân luôn nha các bạn nhá, giữ là toàn nhân luôn, kinh khủng lắm. Đó, xịn sò, xịn sò. Ok, thì đây, edit video, render mọi thứ đều rất là ổn, chả có một cái vấn đề gì cả. Đấy, render video cũng rất là ngon lành luôn. Và hiện tại thì Premiere, cái thuật toán của họ cũng khá hay ở một cái điểm, đấy là trong quá trình mà các bạn render á, thì con CPU thì nó không có ăn quá nhiều điện năng, và cũng như là không sử dụng cái CPU quá nhiều, mà chúng ta lại sử dụng card đồ họa nhiều hơn. Ví dụ như đây thì 8 nhân của chúng ta vẫn ở mức đấy là 4.7GHz, gần 4.7 này, rất là cao đúng không? Thế nhưng mà với những cái core clock ở đây thì nó không chạy nhiều, và cái mức điện nó ăn thì nó cũng thấp lắm, nó chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 50 mấy watt điện mà thôi. Lát nữa thì mình sẽ stress test thử để cho các bạn có thể thấy, con này ghê gớm lắm. Thì đây, 50 mấy watt thôi, nhưng mà bởi vì con GPU rất là cao nên là nhiệt độ của nó thì vẫn ở mức rất là ổn, 90 mấy độ. Nhưng các bạn có thể thấy là cho dù cái mức nhiệt độ nó rất là cao, nhưng mà xung nhịp vẫn giữ lại ở mức cũng không hề thấp một tí nào, vẫn ở 4.7GHz, ra gì mà này nó kinh khủng. Còn khi mà mình kéo xuống cái phần GPU này, đó, GPU này, đấy, đang ăn tầm khoảng 84W, 83W, và nó đang chạy ở đây, GPU core load này, 97%, các bạn thấy chưa? Tức là lúc này, Premiere sử dụng card đồ họa nhiều hơn, thay vì cái việc đấy là sử dụng
CPU này và Zender. Rõ ràng với cái sự hỗ trợ của Quadro RTX 4000 thì nó phục vụ những cái tác vụ như này là quá ngon rồi đúng không? Và với con RTX 4000 như này thì nói chung là con này có thể khai thác được tất cả hết sức mạnh của nó một cách đều là ok và trơn tru. Nhiệt độ vẫn giữ ở mức tầm khoảng 86-87 độ thì mình đánh giá là khá ổn. Và đây đều là những cái mức nhiệt độ ở ngưỡng cho phép nên các bạn cũng không phải suy nghĩ quá nhiều. Thậm chí đây nhá, GPU Fan 1 nó mới chạy có khoảng 71% thôi. Nó còn chưa buồn kéo lên mức 100% đâu. Khi nào mà con này nó ăn lên tầm khoảng 120 mấy watt điện như này này, tối đa này nó cắn lên tới tầm 126 watt điện này, thì cái fan này nó mới kéo lên nhiều hơn và lúc này nó mới hú nhiều hơn. Và đấy là một trong những điều hiếm hoi mình không thực sự ưng. Đây, ví dụ như đây mình stress test thì các bạn có thể thấy nha. Mình stress test CPU riêng. Đó. Stress test CPU riêng. Từng cái một nhá. Đấy. Thế lúc này khi mà mình ép lên mức rất là cao, chạy cả 8 nhân 16 luồng ở mức hiệu năng rất là cao thì xung nhịp của nó mới bị tụt xuống mà thôi. Nhưng mà tụt nó vẫn ở mức khá là an toàn, đây là vẫn ở mức tầm khoảng hơn 4GHz. Đấy, 4.15GHz này các bạn thấy này. Đó, 4.15GHz. Và lúc này nhiệt độ của nó 97 độ, các bạn thấy chưa? Và các bạn biết không, vẫn giữ ở mức ăn hơn 100W điện. Nó không phải là dạng vừa đâu. CPU thì vẫn ở 100W. Ăn thì vẫn cứ cắn 100W điện đều đều. Tức là lúc này mình đánh giá là Asus đã tính toán khá là kỹ ở cái vấn đề đấy là ngưỡng của CPU rồi. CPU 100 độ, kệ cứ 100 độ, nhưng mà nó ăn thì nó vẫn cứ ăn điện nhiều. Và lúc này fan thì nó có thổi rất là mạnh và các bạn nghe tiếng quạt gió này. Đó. Hơi to đúng không? Nhưng cái vấn đề ở đây là chúng ta vẫn có một hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ trên cái con nhỏ xíu như thế này. Đấy là cái điều mình khá là ấn tượng với con ProArt này. Ok, stress test một tí xíu thôi. Bây giờ mình stress test nặng nề hơn là mình stress cả CPU lẫn GPU. Thì lúc này cái xung nhịp của nó mới chịu tụt thôi. Đấy, lúc này sẽ stress cả hai. CPU lúc này các bạn thấy không? Bây giờ vẫn đang ở tầm 4GHz. Lát nữa nó sẽ tụt xuống 4.05 rồi, tụt rồi. Đấy, GPU lúc này nó cũng chỉ ăn còn có khoảng 90 mấy watt điện thôi, chứ nó không thể là kéo được lên cái mức tối đa, thậm chí nó tụt xuống còn 7 mấy watt này, 8 mấy watt này. Đó. Vấn đề ở chỗ là khi mà stress test cả hai như thế này thì xung nhịp của nó mới chịu tụt xuống thôi. Bây giờ đã xuống còn 4.04, 4.03. Lát nữa có thể nó sẽ xuống dưới 4GHz. Đó. Các bạn phải hiểu là một con máy cực kỳ nhỏ tản nhiệt bằng khí thì đôi khi đây kia cũng là 9900K của mình. Đóng một con tản nhiệt to tổ bố như thế, máy to như thế, nó mới có thể khai thác được hết sức mạnh thôi. Mà con này nhỏ xíu, Asus vẫn giữ ở mức xung nhịp cực kỳ cao đấy. Khá ấn tượng về cái hiệu năng của nó đúng không? Thế nên rõ ràng với cái thiết bị này, các bạn thoải mái có thể làm việc với bộ Adobe Premiere hay làm việc những công việc như là vẽ, đồ họa các thứ này nọ mà nó vẫn đảm bảo được một cái mức hiệu năng rất cao trong một thân hình nhỏ gọn như thế này. Có chăng cái thứ mà các bạn sẽ phải chấp nhận đấy là cái quạt gió khi mà chúng ta làm việc nặng thì nó hú lên khá là khó chịu mà thôi. Và đấy là điều mà các bạn sẽ phải chấp nhận bởi vì thân hình nó quá nhỏ. Ngoài ra thì nó cũng có một vài những thứ mà mình khá là thích. Ví dụ như nó có Wi-Fi 6. Đây các bạn có thể thấy Wi-Fi 6 nó sẽ sử dụng cái AX200. Đấy, đang nhận ở đây khoảng 1.9 gigabit. Mà đương nhiên là ở cái mức này thì các bạn chuyển đổi file giữa những thiết bị trong mạng nội bộ là quá ngon. Ví dụ như đây mình có một vài những cái ổ đĩa mạng này, mình có thể mở file trực tiếp từ máy khác. Đó. Project vừa nãy mình dựng đấy. Project vừa nãy mình mở cho các bạn xem đấy. Đó. Mình có thể mở project trực tiếp ở máy khác và edit, thậm chí là làm việc trên cái máy tính này một cách ngon lành luôn. Bởi vì sử dụng Wi-Fi 6 nó mang lại một tốc độ rất nhanh nên đây cũng là một cái trải nghiệm tuyệt vời về cái mặt này. Đó, vậy thì các bạn nghĩ sao? Nói chung là với con Asus ProArt D940MX này, cái mình thực sự ấn tượng đó là cái thiết kế đẹp của nó, gọn gàng của nó nhưng vẫn mang lại trong mình một cái hiệu năng cực kỳ ấn tượng và mạnh mẽ với Core i9-9900K và Quadro RTX 4000. Thế thì các bạn nghĩ sao? Như bản thân mình đánh giá thì nếu như các bạn làm công việc sáng tạo, edit video, Premiere, Photoshop các thứ gì đó chẳng hạn, mà muốn cái góc làm việc của mình trở nên gọn gàng hơn, đẹp hơn và chấp nhận được một thiết bị có giá cao thì có thể tham khảo cái sản phẩm này. Nhưng mà nói cao thì cũng không hẳn là cao lắm đâu. Tại vì riêng con card Quadro RTX 4000 mình check giá thử 20 mấy triệu, mà tổng giá trị con này hình như đâu đó 6-70 triệu thì cũng ở mức khá ổn. Đúng không? Và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!